Bạn thân mến, có lẽ đến tận giờ phút này vẫn còn rất nhiều những trái tim bàng hoàng và tiếc nuối trước cái kết chóng vánh của cuộc tình trong mơ Song Yong Ki và Song Hye Kyo. Để rồi giờ đây, thêm một lần nữa, người ta lại tự hỏi tình yêu là điều chi? Liệu có còn chăng khi Phạm Băng Băng cùng Lý Thần, cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của showbiz chung, chính thức đường ai nấy đi sau 4 năm mặn nồng? Chúng ta hãy cùng lắng nghe đôi dòng tâm sự của tác giả Diên Vĩ, được gửi đến blog radio trong một đêm khá buồn mà người ta gọi là ngày quốc tế chia tay. Tối muộn ngày 27 tháng 6 năm 2019, Phạm Băng Băng chính thức đăng lên trang cá nhân dòng tâm trạng đầy ẩn ý. Nhân sinh trải qua rất nhiều lần nói lời từ biệt khác nhau. Chúng ta gặp gỡ, nhận về cho mình tình yêu và sự ấm áp. Tất cả đều trở thành nguồn năng lượng vĩnh cửu. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ và tình yêu anh dành cho em trong quãng thời gian qua. Đồng thời cảm ơn cả sự quan tâm và yêu mến trong tương lai. Chúng ta không còn là chúng ta. Chúng ta vẫn là chúng ta như cũ. Ngay sau đó, Lý Thần đã chia sẻ trạng thái của bạn gái cũ cùng đôi dòng bộc bạch. Từ bạn bè trở thành người yêu, rồi lại trở lại làm bạn bè. Hình thức tình cảm có thể thay đổi, nhưng sự cảm nhận đơn thuần nhất giữa chúng ta sẽ không thể đổi thay. Sự tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau trở thành vĩnh hằng. Chúng ta không còn là chúng ta. Chúng ta vẫn là chúng ta như cũ. Như một động thái xác nhận rằng cả hai đã buông tay sau ngần ấy năm ở bên nhau như một người bạn, người yêu, người thương. Với những ai luôn yêu mến và theo dõi cặp đôi, hẳn bạn chẳng thể nào quên được ngày 29 tháng 5, 4 năm về trước, cả hai đã cùng đăng dòng trạng thái chúng ta kèm bức ảnh chụp chung như một minh chứng hạnh phúc với cả thế giới. Phạm Băng Băng của những ngày đó khiến người ta quên đi hẳn dáng vẻ nữ vương quen thuộc, trở về nguyên dạng một cô gái nhỏ trong vòng tay che chở của người cô yêu thương. Lý Thần khi ấy đã biết bao lần mạnh mẽ, đứng ra đính chính cùng bảo vệ cô gái đời mình trước những tin đồn kẻ thứ ba bủa vây. Họ khi ấy là một hợp thế, chúng ta hoàn hảo. Thế rồi giờ đây, sau bao trắc trở, họ buông tay nhau, không giận hờn, không oán trách. Họ buông tay bằng cách dành cho nhau những lời lẽ trân trọng và yêu thương nhất. Sự yêu thương của những kẻ mãn nguyện với những gì mình đã từng có. Chúng ta không còn là chúng ta vẫn là chúng ta như cũ. Câu nói mà cả hai người đã cùng lặp lại, bất giác khiến người ta phải suy nghĩ thật nhiều, phải tự vấn lòng mình rằng, rốt cuộc, tình yêu, phạm trù của nó là rộng lớn đến nhường nào. Ngày họ tuyên bố cùng cả thế giới, họ là một hợp thế chúng ta vẹn tròn, như một lời hứa trao cho nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ngẫm lại thì, chúng ta khi yêu nhau, ai chẳng mong ước như thế. Mong ước dài lâu, mong ước được bên nhau mãi mãi, mong muốn là một phần ấm áp nhất trong nhau. Từ hai chúng ta tách biệt, chúng ta dần học cách chấp nhận một bản thể khác, để rồi cùng nhau trở thành một chúng ta hoàn hảo nhất. Thế nhưng, nói vẫn là chuyện dễ hơn rất nhiều. Hành trình để thay đổi cho phù hợp luôn là hành trình khó khăn nhất. Tình yêu không đủ nhiều sẽ không thể giữ những cái tôi quá lớn ở lại bên nhau trong quá trình chỉnh sửa ấy. Tình yêu không đủ bao dung sẽ luôn khiến người ta cảm thấy bản thân thua thiệt khi phải hy sinh nhiều hơn. Tình yêu không đủ vững chãi sẽ khiến người ta cảm thấy chênh vênh trong chính những đổi thay đấy. Khi nhận ra mình đã không còn là mình của ngày trước, đối phương cũng không còn là một đối phương mà bản thân mình từng yêu tha thiết. Cả hai đều trở nên tốt đẹp hơn, nhưng không còn là bản thể mà trước kia đối phương phải lòng nữa. Để trở thành một hợp thể chúng ta là cả một quãng dài của cay, đắng, ngọt, bùi, nào phải đâu chuyện ngày một, ngày hai. Ngay khi thời điểm sự nghiệp của Phạm Băng Băng gần như chạm đến đáy vực,
Lý Thần vẫn ở đó, vẫn bên cạnh cô gái, chưa bao giờ thôi là nữ thần trong đời anh. Anh cùng cô đi qua quãng dài tăm tối ấy, vẫn chưa từng bỏ lại cô một mình trong những tháng ngày giông gió. Nhưng rồi đi qua tất cả, họ của hôm nay đã chợt chùn chân mỏi gối trước khi chạm đến được ngưỡng hạnh phúc lâu dài. Trong thông cáo chia tay, họ vẫn nhắc về nhau bằng những lời lẽ trân trọng nhất, dẫu biết rằng từ tình bạn đến tình yêu chỉ là một bước nhỏ, còn từ tình yêu trở về tình bạn là vạn dặm xa xôi. Nhưng họ vẫn hứa với nhau, vẫn sẽ đồng hành cùng nhau như những người bạn. Người ta vẫn thường gọi đó là kiểu chia tay văn minh, chia tay với lòng biết ơn những gì đã có thay vì đổ lỗi và chỉ trích về nhau. Họ chấp nhận trở về với một chúng ta tách biệt của ngày trước, không còn song hành cùng nhau, không còn nhìn chung một hướng. Họ của hôm nay đã có thể đường hoàng đối diện cùng nỗi mất mát của mình, để mỉm cười mà cảm ơn nhau, để thật tâm mà chúc nhau an yên trên con đường phía trước. Thật ra, đâu phải cuộc chia ly nào cũng mang nhiều thù hằn và nước mắt. Đâu phải sự tan vỡ nào cũng đao kiếm chĩa vào nhau. Vẫn còn đó những lời tử tạ đầy trân trọng, những câu tạm biệt đầy ắp nỗi lòng biết ơn. Biết ơn khi đã luôn cố gắng vì nhau trong suốt hành trình đã qua ấy. Biết ơn khi chưa bao giờ ngừng học cách thay đổi để hoàn thành khát vọng dài lâu. Nói thế không đồng nghĩa với việc đó là những cuộc chia tay không day dứt và xót xa. Tiếc không? Tiếc chứ. Không tiếc làm sao được khi những tích cóp hạnh phúc kia giờ chỉ đành cất vào góc hoài niệm. Đau không? Đau chứ. Không đau làm sao được khi một người mình từng dốc lòng dốc dạ yêu thương giờ phải đành buông tay như thế. Chỉ là đến một lúc nào đó, con người ta chợt hiểu rằng nếu mọi sự cố gắng vì nhau dần trở thành ràng buộc thay vì là nỗ lực của tình yêu, thì có lẽ cũng là lúc nên cho nhau lối đi riêng để đối phương tìm được một hạnh phúc khác. Đó không hẳn sẽ là người hoàn hảo hơn ta, cũng không hẳn sẽ là người yêu đối phương hơn ta, nhưng chắc chắn sẽ là người phù hợp với ta nhất. Và cũng vì một lẽ, trên đời này chỉ có phù hợp mới được dài lâu. Suy cho cùng, dù là chúng ta của một hợp thể vẹn tròn ngày trước, hay chúng ta của những tách biệt hôm nay, đều đáng được trân trọng cả, vì những cố gắng không ngừng, vì những tháng năm yêu chưa bao giờ hối tiếc, và vì cả những mạnh mẽ để lại đứng lên, đi tìm một bến đỗ thuộc về của riêng mình. Có chia ly nào không mang nhiều xước xát, nhưng đừng để những xước xát ấy đẩy lùi một hạnh phúc đến sau. Bạn vừa lắng nghe tâm sự được gửi đến từ Diêm Vĩ. Bạn thân mến, dẫu chúng ta của ngày hôm nay đã khác chúng ta ngày ấy, dẫu chúng ta vẫn đứng dưới một bầu trời nhưng chẳng thể chung đôi, dẫu chúng ta bây giờ không còn là chúng ta với hai cá thể mà đã chia đôi nẻo đường, dẫu thế nào thì chúng ta vẫn phải bước tiếp và hạnh phúc. Bạn có suy nghĩ thế nào về điều này? Hãy để lại bình luận của bạn nhé! Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.